lần này tôi lên đời một cái là biết tay tôi nha, mấy mẹ hot girl, hot geek rồi nha. Dám chê Út đẹp xấu hả? Đã tên Út đẹp rồi mà nghĩ sao xấu? Con kế hả? À. Cô. Nghe. Cô đặt hàng qua mạng phải không cô? Tới rồi hả? Dạ. Đâu? Trời ơi! Quỷ! Nghĩ sao nó nhìn mặt mình mà nó kêu mình quỷ hay trời? Nghĩ sao mà nói sao vậy á? Vì sao con không? Ông Bụt xuất hiện, ông Bụt giúp con đúng không ông Bụt? Con muốn giúp cái gì? Tại sao mà con lúc nào cũng bị người ta chê xấu xí hết trơn á? Con mua đồ hiệu, con trang điểm, con keo mài, con làm tùm lum mà xấu không càng xấu hả ông Bụt? Khó quá, thôi ta đi đây. Ủa vậy xuất hiện chi vậy ông Bụt? Tào lao. Hả? Không một người nữa xuất hiện, ông Bụt rồi. Vậy ông là ông Bệ đúng không? Hai ông mình thần thánh như thợ mộc vậy trời. Ông Bụt, ông Bệ ơi. Cái gì hết hồn hết chứ vậy? Hai ông đừng bàn chuyện riêng nữa, bây giờ tập trung vô giúp con đi. Trên đời này, người ta có cái câu hay lắm. Không có người phụ nữ xấu, mà chỉ có người phụ nữ không biết mình xấu. Hãy nghe lời của ông Bệ. Dạ. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài mà không có đẹp thôi. Tôi nói cho anh biết nha anh Mười. Từ nãy giờ tại vì tôi buồn quá, tôi bức xúc quá, cho nên hai người giả làm ông Bụt, ông Bệ á, tôi để cho hai người con có khuyên tôi không? Có an ủi giùm tôi được một câu nào không? Hai người nghĩ sao mà càng chà đạp vô cái nhan sắc của tôi vậy hả? Không phải. Hai người muốn cái gì không hả? Chà đạp của đó là thức tỉnh. Ai quýnh cái mổ máu không vậy? Không cho quay coi. Không chừng Út đi thi hoa hậu được á. Thì không anh sao? Hoa hậu hài á. Mặt tôi sao mà hài? Cái môi của Út giống như là người ta tán bọt sưng lên á. Trời ơi chết tôi rồi. Hèn gì nãy người ta cười vô trong mặt tôi. Nè bây giờ tôi đẹp rồi đúng không? Bây giờ tôi lấy lại tinh thần rồi nè. Đi về. Gì vậy? Hai người qua đây uống cà phê với tôi mà không ai ngủ tôi được một câu nào hết. Còn chà đạp tôi nữa, tôi không bán cà phê cho hai người. Hai người đi về đi. Về đi. Vậy Út không bán đúng không? Không bán. Tụi tôi tự pha. Tôi làm chủ nha, không được pha nha. Chủ sao gì? Ảnh cũng về với lại chị. Sao về? Có thì tại gì? Cái này có sẵn nè. Uống hai gói cho nó đã nha. Có khách. Im lặng nha. Bây giờ ta vô ta nhìn thấy Út mà ta la nữa thì Út mới chính thức xấu. Sao con hỏi đi. Hồi nãy giờ chú có thấy một con quái vật lãng vảng đây đâu? Hồi nãy con giao hàng đây là con chưa kịp lấy tiền, nhìn thấy là con sợ quá con bỏ chạy luôn á. Mày chắc mày thiếu ngủ á, uống ly cà phê cho tỉnh táo đi mày ơi. Không phải, bây giờ con phải lại con lấy tiền, con thấy nó là con đập nó chết. Nó đó. Con khỏi lấy tiền luôn. Quỷ hiện hình. Ủa đây là kết quịch tiền đồ của người ta đó hả Út? Ai mượn? Hồi nãy một lần rồi, giờ vô đây một lần nữa. Mà hồi nãy tôi quay qua tôi nhìn cái mặt của Út. Ôi, thấy ghê thiệt quá ơi. Tôi đang uống ly cà phê ngon lắm, uống làm về chịu không nổi luôn á. Ủa sao uống? Uống miếng cà phê cho người mình nó tỉnh táo. Tỉnh táo rồi da mặt mình nó sẽ sáng bừng lên. Quan trọng là tao gọi là cái gì nè. Cái nét đẹp mà bên ngoài không quan trọng. Quan trọng là cái nét đẹp nội tạng của mình. Bạn đẹp đi ba. Ý nói cái nét đẹp bên trong đúng không? Ừ. Cái đó ta kêu là nét đẹp vong hồn. Đó. Tào lao nữa. Ở trong người ta gọi là tâm linh. Trời ơi, nét đẹp tâm hồn. Quan trọng là cái tâm hồn mình đẹp thì tự nhiên cái mặt mình đẹp. Mà muốn tâm hồn mình đẹp là mình phải yêu đời lên. Thấy chưa? Lúc nào phải tươi cười giống như cái tên hội quán cà phê cười. Nè nhớ nha, cứ tươi tỉnh là sẽ đẹp. Sẽ thấy được soái ca. Ủa gì vậy? Ca. Đang nhảy thắng lại vậy? Trời ơi, soái ca của tôi đâu? Bin gì mà ồn dữ vậy trời? Trời đất anh Mười. Mr. Ten. Sao mà tối nay vận đồ đẹp dữ vậy trời?
Hôm nay tôi mới tiết lộ thân phận thiệt của tôi cho em biết. Gia đình của tôi có truyền thống giàu có đã 3-4 đời. Phá sản chưa? Chưa, truyền thống nhà người ta rất là giàu. Sau một đêm nằm suy nghĩ trằn trọc, lăn qua lăn lại tới sáng, anh quyết định gặp em. Chỉ nói với em là: và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Gì ba? Chưa nha. Thật sự là anh có chiếc siêu xe đậu ngoài kia, muốn rủ em đi resort chơi với anh. Em có đi với anh được. Tại sao? Người ta là con gái mà, tự nhiên cái đi với anh mấy ngày ở trong cái resort đẹp như vậy, mang tiếng người ta làm sao? Em từng tuổi này mà em còn giữ, em còn thị phi gì nữa, em sợ cái gì? Người ta còn con gái mà. Không lẽ em đi với anh về em thành đàn ông? Bậy bạ. Vậy anh sao? Mới sáng sớm mà miễn bay tùm lum tùm la hết. Trời ơi, từ nãy giờ ở đây một mình em chịu đựng, em muốn chết luôn á. Phải cho ly cà phê như mọi ngày cho anh uống cho tinh thần tỉnh táo. Okay. Nói chuyện giúp. Đây là nước sông không phạm nước giếng nha. Thằng nổ không phạm thằng ngáp nha. Cái bộ đồ này là của ba của thằng Hùng. Hôm qua đám cưới, ổng mướn, ổng nhờ bạn đi trả mà sao bữa nay chưa trả cho ổng đi. Cái xe đậu ở ngoài hình như là cái xe cho mướn xe qua nổi tiếng ở những cái tỉnh này á. Chưa trả luôn hả anh? Chưa trả luôn ha. Mắc mơ rồi ngoại ông, sao ông tới đây ông giật mặt tôi vậy? Tại vì tôi bất ngờ. Tự nhiên bữa nay sao mùi nổ dậy sớm quá, bình thường ngủ nướng tới trưa mà. Sao anh? Đúng là uống ly cà phê Úc pha thơm thơm bé bé, tươi tỉnh cả ngày. Em nói thiệt với anh. Cái gì hết hồn vậy? Sao không uống ly cà phê Úc đẹp? Được không? Cái khúc này là cái trong cái thanh nhạc nó gọi là cái gì nè? Luyến. Ừ, cái luyến. Ờ, hay à, hay. Mắt mở không đêm. Quá, vui. Như cái say xuống, ra cái hát rồi sủa không sừng, như nguyên một đám chó luôn. Ê, Út, ngoài cái chuyện mà không có ngoại hình ra, Út có phải có duyên chứ. Tại vì em bị hưng phấn quá, tại vì mình cứ ấu. Chó là một con chứ, lúc có những một đám. Ê, trời sao ngáp, tôi với ông nha, bạn bè lâu năm nha, đừng phải tranh chấp công bằng chứ đừng có dìm đối thủ nghe chưa. Không, tôi đâu có tranh chấp gì với ông. Tôi nói thiệt, bữa nay là tôi qua quán Út uống cà phê. Sẵn có vài cái dự định của tôi. Dự định gì nữa? Chia sẻ cho Út biết. Dự định gì? Số là tôi sắp mở công ty thám tử. Út biết tôi mở công ty thám tử làm gì không? Gì? Để tìm và phát hiện ra những cái thằng mà nổ banh nhà lòng chợ. Tối ngày đi lừa người này lừa người kia. Dụ dỗ những con gái nhẹ dạ cả tin. Tôi dụ dỗ con gái nhẹ dạ cả tin hồi nào? Tôi chưa có nói gì tới tên mười nổ. Đâu có nhắc gì tới anh đâu. Tôi nói là tôi điều tra mấy thằng cha nổ banh nhà lòng chợ. Chiều nào mà anh Sáu anh nói là điều tra anh mười nổ. Đúng thì rồi, đúng đó. Nè, cái nổ là nhũ danh của thằng mười này. Tôi nghe tới chữ nổ tôi giật mình thôi. Giật mình cái gì chứ? Tôi đâu có thời gian đâu mà tôi ngồi tôi xỏ xiên anh. Hay lắm. Ông phá đám đông ruồng bể đồ hay lắm. Đó, tôi đâu có phá đâu, đó để đó, muốn mận gì mận. Bể hết rồi mận cái gì nữa? Út là không có mê mấy cái kiểu nổ xạo xạo của ông đâu. Út là chỉ thích trở thành hoa hậu miệt vườn thôi. Tôi nói vậy đúng không Út? Đúng rồi. Út muốn trở thành hoa hậu miệt vườn. Đương nhiên. Phải qua bàn tay của tôi Út à. Vậy sao phải qua tay anh? Bởi vì tôi có một công ty lăn xê. Anh nói thiệt không? Tôi nói thiệt. Là anh sẽ lăn em hả? Tôi lăn cho Út lên. Lăn lên đâu? Lên bàn thờ Út ngồi. À, không phải, cha nội này trọt viết tôi quên rồi. Út sẽ lên hương. Anh Mười, anh nói thiệt đúng không anh Mười? Anh nói thiệt. Nếu như vậy thì em có thể thi bông hậu. Em sẽ thi bông hậu. Em thi bông hậu, làm sao mới đậu? Làm sao mới đậu? Đây này, để lên. Giữ sao cho cái này nó không rớt. Bước tới. Anh ơi, cái em gì? Thấy cái này nó khó quá anh Mười. Mình lấy cái khác mình đổi đi anh Mười ơi. Em muốn đổi cái gì? Cái quần, à không, em cắt rồi. Rồi, được không? Đó, làm sao cũng được, miễn sao em đi. Cái chân em khép lại giùm anh được rồi. Đầu thẳng lên nè. Bước tới nè. Hoa hậu đi cầu hả? Em đi cầu khỉ hả? Thôi anh Mười đi thử cho em coi coi. Nè, đừng tấn công mà làm thử nè. Hay không? Trời, em thấy cái bụng anh không, em thấy cái ngực đâu. Anh đâu phải hoa hậu đó, em là hoa hậu khác. Một,
2, 3, đi. Đó, đúng rồi đó, cái đầu thẳng lại một xíu. Thẳng nó rớt cuốn sách đó, thấy chưa? Thẳng nó rớt cuốn sách. Bỏ cuốn sách cái luôn đi. Thẳng cái đầu lên. Trời ơi, thiệt có khó quá đi à. Anh đứng phía sau anh đẩy cho. 1, 2, 3, đi. Đó. Đó, đó, đó. Anh đẩy em đập cái mặt vô đây luôn á. Đập mặt vô đâu? Trong đây nè. Em cố gắng đi nhanh đi, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh. Đó. Quá dữ luôn. Đậu ơi, đậu ơi. Đậu ơi. Cái gì? Em biết em đậu cái giải gì không? Em đậu giải hay sao? Em sẽ đậu cái giải là thí sinh dũng cảm vượt qua mọi tiếng cười bá đạo. Cười anh thắng hậu luôn á. Anh giật mình thiệt á. Ờ vậy hả? Ừ. Nãy giờ á anh 10 là em xì chét quá. Bây giờ có 6 qua nói chuyện cảm thấy vui vui à. Vui vui. Thôi. Gì? Cái chỗ người ta đang tập làm hoa hậu không vô ông sọt sọt vô. Không, không phải cho anh nói chuyện đi vô thư giãn chút xíu đi làm gì dữ vậy. Bây giờ sẵn tiện anh làm anh tặng tặng út đẹp câu thơ luôn nè. Tóc em dài, em cài bông hoa bí. Ồ, thấy không? Ra được, ra được ha. Miệng em cười như ngựa hí trường đua. Cho giật mình nữa. Em mới cười hả? Ủa hay quá sao? À, hay cái gì mà hay? Với em là con ngựa mà hay hả? Bây giờ anh Sáu mở miệng ra nói cái gì em cũng mắc cười á. Đúng rồi, chỉ có mình anh Mười giờ anh khó khăn quá thiệt luôn á. Để tôi lo cái khoản này cho Út đẹp. Đó. Uống miếng cà phê thơm thơm béo béo ngọt ngọt uống vô khỏe cái rồi tập trở lại. Công nhận anh tự nhiên như mấy người điên luôn á Sáu. Quán cà phê của người ta mà nhảy ra nhảy vô. Anh tự pha cà phê của tôi, em học cách pha tôi. Không, cái đó là anh học nghề của em pha cho em uống cho nó khỏe khỏe, mình có sức mình tập lại. Đúng không? Trời ơi, pha y chang luôn trời. Cũng thơm thơm, ngọt ngọt béo béo. Anh nắm cái công thức của em. Hai bịch, hai muỗng đường, thêm muỗng sữa đặc vô nữa. Trời. Uống bỏ đá lạnh vô uống mới ngon đúng không? Vừa mới lạnh tới là ngon đúng không? Đơn giản là tại vì cà phê ngon sẵn. Thí dụ cà phê dở đi anh chấp pha đó. Chấp pha đó. Đừng có bàn cái vấn đề đó nữa, bây giờ tập cho em làm hoa hậu. Trời, em vẫn còn có can đảm em tập. Cho em tập đi, cho em tập đi. Ôi, hồi nãy anh Sáu, anh Sáu. Hồi nãy anh Mười chỉ em đi cái tướng hoa hậu rồi. Đi sao, đi sao? Em đi cho anh Sáu coi nha. Rồi, đi đi thử anh coi. Rồi rồi, rồi rồi. Đếm. 2, 3, đi. Chưa, em chưa bắt nhịp. 2, 3. Trời ơi, sao bên em té sao mà cái giò em lội luôn rồi. Vô đi ngồi. Sao vậy em? Trời ơi, bây giờ rước cái họa vô thân chưa thấy thi cử đâu á đó. Không, em muốn thi, em muốn làm bông hậu mà bây giờ sao vậy anh Mười? Giò cẳng như vậy, bông cái gì nữa, bông gân chứ bông hậu gì. Cái này là trong cái rủi nó có cái xuôi. Tôi sai luôn. Ừ, em cũng thấy sai á. Trong cái đùi nó có cái mai. Đúng. Bị chặt chân vậy nè. Ừ. Không đi thi được. Còn tốt hơn lỡ mà em đi thi. Lỡ nha. Thì lỡ thì mình mua thuốc mình xúc. Nãy giờ lỡ hoài nhớ cả người. Trời ơi, người ta nói lỡ ở đây có nghĩa là Nếu như chứ lỡ từ nãy giờ ngứa. Lỡ mà em đậu hoa hậu nữa đó. Rồi đó, lấy ai mà pha cà phê có cái tay pha mà ngon ngon béo béo uống vô là khỏe vui vẻ liền như em đâu. Đúng rồi, mà đi thi hoa hậu để làm cái gì? Đúng ông không? Ủa, ông mới đào tạo cho tôi thi hoa hậu vậy, ông nói đi thi hoa hậu làm gì? Út đẹp muốn tôi lăn xê Út đẹp muốn thi hoa hậu để Út đẹp có nhiều tiền, có đại gia theo để có nhiều tiền. Có đại gia theo có nhiều tiền để làm gì? Út đẹp sợ ế, Út đẹp muốn có người yêu có chồng là soái ca. Đúng rồi chứ ế chồng. Nhưng mà yên tâm đi, cà phê của em ngon thì bà con cô bác sẽ ủng hộ. Mà khi ủng hộ nhiều thì em sẽ có nhiều tiền. Mà có tiền là hết ế liền.